lari. Đấy, chúng ta hả? Thái tiền nó lộ rồi. Đây một lọ này à? Vừa thôi. Quét vào vua nên biết quá. Cái rồi. Rồi. Cả rồi à? Hả? Cho thử cái rồi mà xem có cho này không? Của em á? Ôi thoải mái. Ngon à? Hai mặt trước của
Cơ buộc quá. Rồi. Cứng như mình là vào chén lưỡi để dùng. Tí nữa phải có đồ nữa nha. Thank you.
Tăng thơm nhỉ? Thơm á? Giúp nó bị lấy cháy chồng. Thế là tí mới đủ nền bê tông sao anh? Nền cái gì? Không phải lo. Ông mà ông chan đang ấy. Thử thử nó bảo quả mà ăn lên luôn. Bên nào cột, bên nào thấp nhất? Cột bên kia. Góc này không chuẩn.
Đấy thì để yên, cái này phải nhấc nhấc. Không, đưa 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 đưa. Xuống hai phân ba phân nữa. Gì ạ? Hai phân trên mặt dây hai phân. Đấy, nhìn cái cục kia kìa. Có cái huy này, bên này này. Cái hố mà mày. Cái này phải đi. Hạt chưa? Mới phân rồi. Có khi được chứ. Đấy, cái nào nào, đi cái nào nào. Ở chỗ xe chùa ấy, cục xe chùa ấy. Rồi lắp từng gì, làm cái nào không? Dùng cái nào luôn. Nó rồi, xin đi cái đó là ai? Em đặt người ta. Đi ca không gì đó. Đây. Đi ca mà. À, phải nhìn cái đó mắt. Quay. Đúng á. Ông còn kiểm tra thì sống mất rồi. Cái này. Đúng rồi. Được nhông. Chứ ta được cái trên nên mình được cái dưới. Từ từ nha, nó rơi bên kia nhé. Không, nó rơi gãy. Hai, lấy hai cái trước rồi không? Còn lấy nữa không? Đó không? Ở dưới này cũng có cái ngang rồi. Đây góc này quay được. Cứ bưng vào. Chân cột cái chỉnh cầu, chân cột cái chỉnh cầu, cho như là đóng trống. Chuyển đường bay như thế nào? Gắn gắn mới đóng. Phải không? Gắn thì càng đang cần khoáng làm qua đầu một tí để chân tê ở nỉ này, chảy heo. Làm không? Chống từ dưới như này đó, dưới nó có khoáng đây là ngắn. Hai ba chẳng phải hai cái này. Ôi, bố bố kéo lấy quả. Kéo lại chân hả? Từ từ giữ lại một tí đi. Giữ chứ không nhé. Cái này đây là cái nơi quá rộng là bởi hai cái nơi đứng đầu đứng đầu của nó.
Dưới chân chưa đóng. Anh cú nhảy cú luôn đi. Ăn đi. Lệ hả? Ủa hùa ra. Xuống quá, xuống quá. Cái sát vào đâu, ở đâu? Nhưng mà cái tôi đục. Hết, hết. Đã thế này rồi cho nên có ấn cái xà xuống. Ai đứng gãy ở bên đấy cho? Đồng nó có bì nó tí là tí lật lại. Tôi vẫn định cả nó bưng. Vừa không? Có vừa không? Mũ ra, mũ ra. Cái khúc này không ngắn đấy. Mệt mẻ luôn. Cái này tí để làm gì? Thứ hai. Huy cẩn thận đâu. Cái chân có đi 10 đâu gì? Chưa. Cái này là chắc rồi. Cái này chắc chắc.
Hai cái nhá. Ha 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 ha!